Hello mọi người. Hôm nay Lucas sẽ ăn quả gì đây? Đây là quả ổi. Quả ổi đến từ Việt Nam lần đầu tiên em thấy nha. Có quả ổi to quá đi. Ừ, cái này là quả gì vậy ta? Ổi nó ổi chín rồi, nó cũng chắc cũng mềm đây. Không biết hai cái răng của em có cào được miếng nào không? Ừ. Đây. Không, đưa cho mẹ cắt luôn. Vẫn còn cạp à? Đưa cho mẹ cái tất này đi. Đây 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 đây, có hai cái răng thọ của em là cắt được miếng nào rồi nè. Bây giờ cắt ra cho em miếng nha. Hình như không cho ăn hột đúng không nè? Nó kho trong bụng nó thích không lấy hột ra. Đúng rồi, đây 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 đây, lâu rồi mẹ mới được ăn ổi. Chúng ta chưa gì được ăn ổi rồi nè. Maluka ăn được nhiều trái lạ quá đi. Trái này là trái gì vậy ta? Ngon không? Ừ. Thả rớt xuống là không ăn được đây. Nhưng mẹ hơi tha, mẹ cắt to quá rồi. Nhỏ thôi cho dễ ăn nè. Nè, dì Lu nó không cảm ơn dì Lu lì xì hả? Quay sơ sơ tại vì luôn đòi. Không thấy thêm phần đó. Cầu cái gì? Không thấy thêm phần đó. Làm sao chắc hỏi đó? Không thấy thêm phần. Sao vậy con? Trái này còn lạ quá. Đây là gọi là cái dễ cảm này. Em này kỳ nha, mấy trái quý hiếm từ Việt Nam mình không ăn nha.